Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog. Hôm nay thì nối tiếp cái hành trình mà đi xuyên Việt đường mòn cùng anh em Nguyễn Tất Thắng, thì anh em Tú cùng Nguyễn Tất Thắng đã được khám phá rất là nhiều những địa điểm di tích lịch sử như là ngã ba Đồng Lộc rồi sân bay Tà Cơn. Ngày hôm nay thì anh em chúng mình đang có mặt tại thành cổ Quảng Trị và sau lưng đó là dòng sông Thạch Hãn. Hôm nay thì rất vui là được gặp chú Lâm. Vâng, chú là người trông coi là bảo vệ ở cái khu vực là cử hành nhà lễ bên dòng sông Thạch Hãn. Đây là cũng là nơi tưởng niệm mà các chiến sĩ mà đã hy sinh trong cái cuộc chiến mà bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 chú nhỉ? Chiến dịch gọi là mùa hè đỏ lửa đấy. Cháu chỉ biết sơ sơ những cái thông tin đấy thôi. Chú là trước đây chắc là chú là cựu chiến binh đúng không ạ? Chú ngày xưa là chú năm 80 là chú đi bộ đội. Vâng. Bộ đội thì đóng ở Bắc Thái. Vâng. Ngày xưa là Bắc Thái, bây giờ sắp nhập lại là Bắc Cạn với Thái Nguyên với lại Bắc Cạn. Vâng. Bây giờ là thành phố Thái Nguyên. Thế là bây giờ là chú vào đây sinh sống ở trong Quảng Trị hay bố của chú là gốc ở Quảng Trị à. Và mẹ chú là ngoại ở Thái Bình. Thế là bây giờ là chú là sinh sống ở đây và... Chú vào đây năm 1976, giải phóng Quảng Trị năm 75. Vâng. Giải phóng miền Nam thì bắt đầu là bố sẽ đưa mẹ và gia đình vào Quảng Trị này. Vâng. Vào nơi cha đất tổ. Vâng. Này, nói về sông Thạch Hãn. Vâng. Bây giờ nhìn đây rất, vâng, là dòng sông rất là đẹp và yên đây bình. Đây là dòng sông Thạch Hãn. Là bây giờ nó ngày xưa là bây giờ nó đặt cho là một cái dòng sông hoa đỏ. Hoa đỏ. À, dòng sông hoa đỏ. À, vâng, dòng sông hoa đỏ. Cho nên là ngày xưa là cái khu vực mà ngày xưa là cái sông Thạch Hãn này nó chết nhiều nhất đúng không chú? Chết rất nhiều ở đây, bởi vì hiện nay là năm 72 bộ đội của ta vào đánh thành cổ ở đây thì nói chung là mình chỉ áng phải thôi, chứ còn vượt sông thì mình cũng thể thống kê được là cái số của bộ đội mất, kể cả trong thành cổ bây giờ nó vùi xuống thì mình cũng thể moi hết lên được. Vâng. Cho nên là cái tinh thần thì hiện nay là từ năm 72 cho đến bây giờ thì cái số của bộ đội miền Bắc, nói chung là 7 tỉnh miền Bắc vào thì tương đối nhiều. Vâng. Hy sinh ở thành cổ Quảng Trị. Vâng. Mà các chú là còn rất trẻ, những người còn đang ngồi năm 72 thì chú Lâm còn trẻ mà mới 12, 13 tuổi. Có những chú hy sinh là tuổi 18 đôi mươi. Đây là 18 đôi mươi. Vâng. Có bài thơ là hay lắm. Đây có bài thơ của Lê Bá Dương. Đỏ lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Đấy. Lê Bá Dương. Vâng. Bài thơ rất hay, nói về các chiến sĩ mà đã nằm xuống ở đây. Nằm xuống ở đây. Bác Lê Bá Dương thì bác có viết lại. Vâng. Có nghĩa là mình phân tích ra thì đến mức mà sợ những người đồng đội đang nằm dưới là phải đau, cho nên là vâng ạ, xin những cái chuyến đò đi qua là chỉ chèo nhẹ thôi. Chèo nhẹ thôi chứ đừng có nặng. Khua mạnh quá mạnh là sẽ quá là đau đồng đội đau. Mình nằm dưới đáy sông. Ngày xưa là năm 1972 là các bác là nằm dưới dòng sông. Trong làng nhà mình bạn Thắng ấy, là có chú là cũng đi chiến dịch thành cổ Quảng Trị và hy sinh. Vâng. Thì đến bây giờ là cũng không tìm được chú ấy. Đúng rồi. Là ngay chính ở trong làng nhà mình đang sống. Bom nó đánh ở cái sông này. Đúng rồi. Bom nó dội ở cái sông này rất là nhiều. Vâng. Bây giờ là cảm ơn chú Lâm, anh em cháu là sẽ sang địa điểm chính mà đó là thành cổ Quảng Trị. Thành cổ Quảng Trị. Rồi đấy, vào đây đúng một cây số. Có thuyết minh ở đây. Rồi có thuyết minh vào đây, có như hướng dẫn viên hướng dẫn viên. Vâng. Mời cả nhà đi. Rồi, mời các em. Anh em mình ba vái. Kính thưa với hương hồn các chú các bác đã hy sinh tại thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Hôm nay anh em cháu là cũng có là đoàn anh em Nguyễn Tất Thắng đến từ Hà Giang và cháu Tú đến từ Hà Tĩnh và đến đây thắp hương để tưởng nhớ công ơn của các chiến sĩ và cầu mong cho các hương hồn của các chú là được tươi tốt mát mẻ ở nơi cửu tuyển. Mình đi xuống bên này luôn là ngoài. Rồi, hôm nay rất là vui khi mà anh em mình đến khu di tích là được gặp anh hướng dẫn ở bên khu di tích. Anh tên là anh Giảng à? Dạ, Lê Đức Giảng. Vâng. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay gần 40. Vâng, anh công tác ở đây lâu chưa? Chuyển về đây là 5 năm rồi. 5 năm rồi à? Vâng. Ở đây thì được phục vụ trong khu này thì cũng gọi là rất là tốt, vì cũng là
giúp cho cựu chiến binh hay là những người dân như chúng em đây là đi đến đây thì cũng có hiểu hơn về truyền thống. Cũng nhiều lần em đi qua đây rồi, nói chung là đi khoảng cỡ 10 lần qua đây rồi nhưng mà chưa khi nào mà có dịp vào như hôm nay. Hôm nay thì có đoàn anh em, bạn em, là những người bạn cũng là làm trên kênh YouTube ở Hà Giang đến cũng rất là xa xôi. Thì mấy anh em là cũng là vừa có chuyến đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh, khám phá về ngã ba Đồng Lộc này, rồi cũng mới lên trên sân bay Tà Cơn về đấy. Và hôm nay cũng vào đây để dâng hoa cho các chú đã hy sinh tại đây. Thì mình sẽ sáng bên đây để đổ trước. Vâng. Đổ trước xong sau đó chúng ta sẽ lên trên đài tưởng niệm. Trên này là đài tưởng niệm ấy. Cái đài chính. Đài chính nhá. Một nấm mồ chung như vậy. À thế ạ. Chúng ta cho hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh tại đây. Gọi là nấm mồ chung đấy ạ. Dạ. Vâng. Thật cổ này là cũng có một ngôi mộ riêng riêng dành cho ai cả. Vâng. Gọi một cái nấm mồ chung như vậy. Là trong cái cuộc chiến tranh là có đến 10.000 chiến sĩ là hy sinh đấy. Không có con số thống kê cụ thể là cụ thể. Ước lượng đấy ạ. Em sẽ giới thiệu cụ thể trong cái đài. Dạ rồi, em cảm ơn. Đấy. Bây giờ là anh em mình lên trên này là ngôi mộ tập thể để thắp hương cho các chú đã hy sinh, các chú các bác trong cuộc chiến thành cổ Quảng Trị. Đây gọi là nấm mồ tập thể, thờ chung. Thờ chung ở đây hết. Đúng rồi. Thưa các chú, các bác, hôm nay đoàn chúng con là kênh YouTube này. Sẽ đọc cho Vlog và Nguyễn Tất Thắng. Chúng con đang trên đường đi xuyên Việt theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh và đã ghé thăm rất là nhiều những di tích lịch sử. Hôm nay chúng con dừng chân tại đây thắp hương tưởng nhớ đến các bác các chú đã hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Chúng con cầu mong cho các chú ở nơi yên nghỉ được siêu thoát và mát lẻ. Anh em mình dâng hương. Cái thành này là có cái khuôn viên rất là rộng. Ngày trước thì là trong này là có di tích, là có thành đầy đủ chứ. Nhưng mà chiến tranh bom Mỹ đánh phá là hoang tàn hết, thì sau này bây giờ là trồng lên cây cối như này. Giờ mới thấy như vậy thôi, anh em mình đi chỗ Đồng Lộc. Đây, anh em mình tập trung đi theo anh hướng dẫn viên nhé. Kính thưa các anh, vừa rồi thì các anh đã làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm trung tâm di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Và ở chính giữa vị trí trung tâm lòng đài tưởng niệm, nơi chúng ta đang dừng chân tại đây, có đặt một cái hành trang người lính, hành trang mà trước đây các anh mang theo vào chiến trường, giản dị mà thân thương, gồm một cái ruột tường, một chiếc ba lô, một khẩu súng AK, một bi đông được, một đôi giày cao su và chiếc mũ tai đèo. Chỉ từng ngày này thôi thì các anh đã làm nên lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Và trên tầng mà các anh vừa dâng hương, ở đó gọi là tầng lưỡng nghi, tầng đài tròn, và bên trong được tạo theo thái cực độ, tức là gồm có hai phần, phần âm và phần dương. Và giữa phần dương này thì có một phần thiếu âm, hay còn gọi là lỗ thông thiên. Từ vị trí trên này thông vào trực tiếp bên trong lồng đài tưởng niệm gọi là phần âm trong dương. Thì nữa em sẽ giới thiệu cụ thể và rõ ràng hơn trong nội dung thuyết minh về ý nghĩa của đài tưởng niệm. Và bên trong lồng tượng đài này rộng, có hai trục đường chính giao nhau đi về tứ phương. Về tâm linh mà nói, đây là nơi hội tụ linh hồn của các chiến sĩ ở tứ phương tám hướng
về trong nấm mồ chung. Rồi bây giờ xin trình bày các anh chúng ta quan sát cái hành trang lịch này. Xong sau đó mình sẽ di chuyển vào bên trong bãi tre ngay cạnh bảo tàng để nghe thuyết minh về ý nghĩa của đàn. Cái này là ngày xưa là các chú đã dùng để đựng gạo. Tú là cũng đã từng trải qua quân ngũ rồi. Đây là cái mũ tai bèo là anh em mình đang đội ở phía trên đầu đây này. Và tiếp theo đó là một cái bi đông đựng nước. Còn đây là có một cái xẻng bộ binh dùng để đào hào rồi đào hầm rồi gọi là sử dụng rất là nhiều mục đích, có thể chặt cây được luôn. Bên này thì có cái bát với lại là đôi đũa, hành trang người lính là thế, và ba lô con cóc là những cái mà mình rất là thân quen rồi. Đây, xin mời anh em đi. Vâng, kính thưa các anh. Bây giờ ngay tại vị trí này, thông qua tấm hình thu nhỏ, xin giới thiệu đến các anh về ý nghĩa của đài tưởng niệm và sau đó giới thiệu về di vật của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Đó là nội dung bức thư anh viết bằng linh cảm và dự cảm của mình trước khi ra trận. Kính thưa các anh, hôm nay các anh về với thần của Quảng Trị, địa danh hơn 51 năm về trước đã làm thức tỉnh lược tri loại người trên thế giới bởi cuộc đỏ sức quyết liệt của quân giải phóng trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972, bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị, chống lại cuộc phản kích tái chiếm của quân đội Sài Gòn mang tên Hành quân Lam Sơn 72. Sự kiện lịch sử đó đã viết lên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc và trở thành một di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước. Cuộc chiến này nhằm mục đích tìm đến một giải pháp chính trị có lợi cho đôi bên trên bản hội nghị Paris. Vì vậy, để giữ vững thần cổ và thị xã Quảng Trị, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, viện viện nằm lại trên mảnh đất này. Các anh hy sinh, có những anh hài cốt không còn nguyên vẹn nữa. Máu và xương thịt của các anh đã hòa vào từng tấc đất, ngọn cỏ của thần cổ Quảng Trị. Sự hy sinh của các chiến sĩ giải phóng quân đã dựng lên một tượng đài về khát vọng độc lập, để lại cho thế hệ sau một triết lý sống cao đẹp về sự hiến dâng hơi thở cuối cùng vì sự vinh danh của Tổ quốc. Với những ý nghĩa và giá trị lịch sử đó, thần cổ Quảng Trị được Đảng và Nhà nước quan tâm trùng tu tôn tạo trở thành khu tưởng niệm để tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Khác với nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường Chính hay cả nghĩa trang liệt sĩ khác, ở đó mỗi liệt sĩ đều có riêng cho mình một nấm mồ, dù anh được biệt tên hay chưa kịp biệt tên. Riêng đến với thần cổ Quảng Trị được ví như một nghĩa trang, nhưng không có một nấm mồ nào cho riêng ai, mà chỉ có một nấm mồ chung. Đài tưởng niệm được mô hình hóa thành nấm mồ chung cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thần cổ và thị xã Quảng Trị. Đài tưởng niệm là địa điểm của sự hóa thân, nơi trú ngụ của linh hồn bất tử, nơi giao hòa giữa âm và dương, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đài tưởng niệm mang tính siêu thoát, xuất phát từ quan điểm nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Á Đông, cũng như quan điểm về lẽ sống và cái chết của người xưa để lại, để cho những ai hôm nay khi đặt chân vào thần cổ đều cảm nhận được sự bi hùng khốc liệt của ngày hôm qua mà thần tâm thắp nén hương thơm để tri ân tưởng nhớ các chiến sĩ đã yên nghỉ trên mảnh đất này. Vậy nghe đó, đài tưởng niệm được xây dựng trên cơ sở hình thành triết lý âm dương ngũ hành. Ở tầng trên hình tròn gọi là tầng lượng nghi, tầng mà các anh vừa làm lễ dâng hương. Bên trong tầng lượng nghi được tạo theo thái cực đồ, gồm có phần âm và phần dương. Một nửa tượng trưng phần âm là hồ nước. Giữa hồ nước có cây đèn thờ, được ví như một cây thiên mệnh, có chức năng thiêng liêng, là mạch nối giữa trời và đất, để truyền tải linh hồn các chiến sĩ giải phóng quân đang yên nghỉ từ dưới lòng đất, được siêu thoát lên cõi vĩnh hằng. Ở đó, linh hồn các anh được yên nghỉ thanh thản khi hàng ngày mọi người đến thắp hương cầu nguyện cho các anh. Đỉnh cao của cây thiên mệnh có biểu tượng ngọn lửa với ý nghĩa ánh hào quang luôn tỏa sáng trong cuộc chiến 81 ngày đêm quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Giữa cây thiên mệnh có biểu tượng ba áng mây, tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân, là buổi giao hòa giữa trời đất và con người. Phía dưới ba áng mây tượng trưng ba bát cơm xếp chồng lên nhau. Theo phong tục tập quán của người Việt Nam cũng như người Á Đông,
khi cúng cơm cho người đã khuất, thì những người chết trẻ thường cúng 3 bát cơm. Các chiến sĩ giải phóng quân của chúng ta tham gia chiến đấu và hy sinh khi tuổi đời còn trẻ đã nói lên ý nghĩa đó. Ở một nửa phần dương còn lại được làm bằng gạch màu đỏ hoa cương. Màu đỏ là màu của sinh khí, vận hành, màu của sự sống, sự sinh sôi nảy nở. Và giữa phần dương đó có một phần thiếu âm. Từ vị trí này thông vào trực tiếp bên trong lồng đài tưởng niệm, gọi là phần âm trong dương. Với ý nghĩa âm và dương không bao giờ cách biệt. Âm và dương tuy hai mà một, luôn hòa quyện vào nhau. Trong âm bao giờ cũng có dương, và trong dương luôn có âm. Mối liên hệ này cũng như mối liên hệ giữa người sống và người đã mất. Bên ngoài tầng lượng nghi có 81 bức phù điêu bằng đồng, là 81 tờ lịch ghi lại từ ngày 1 trong cuộc chiến, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972. Ngày 16 tháng 9 được chọn là ngày giỗ chung cho các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm. Các bức phù điêu được nối với nhau qua một cái cổng mái đình Việt cất điều, để nhắc nhở cho những ai trước khi vào dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ, hãy gạt bỏ những ham muốn tầm thường bên ngoài, đến đây với lòng thành kính và ngưỡng vọng. Chính giữa vị trí trung tâm lồng đài tưởng niệm có đặt một cái hành trang người lính, hành trang các anh vừa được tham quan, giản dị mà thân thương, một cái quai tường, một chiếc ba lô, một khẩu súng AK, một bi đông được, một đôi dép cao su và chiếc bụ tai bèo. Chỉ từng ngày đấy thôi, các anh đã làm nên lịch sử. Sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị là bản hùng ca tuyệt vời, ca ngợi sức mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kính thưa các anh, thành cổ Quảng Trị với khúc tráng ca 81 ngày đêm hôm nay đã trở thành trái tim của nhân dân cả nước. Như lời nhắn nhủ của một cựu chiến binh Phạm Đình Lân khi đến đài tưởng niệm thắp cho đồng đội nén hương, mà lòng anh xót xa, nghẹn ngào nhắn nhủ rằng: nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ, trời Quảng Trị trong xanh và lồng gió, giờ ồn ào đừng lay mình hàng cây. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, phần cổ rồng sau đồng đội tôi nằm chật, mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật, cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào. Chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau thời hậu chiến vẫn còn in đậm mãi trong lòng mỗi người chúng ta. Có biết bao cảnh mẹ mất con, vợ góa chồng, con phải mồ côi bố. Cho đến bây giờ vẫn chưa có một số liệu nào thống kê chính xác có biết bao chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm. Nhưng có một điều chắc ai trong mỗi chúng ta cũng biết rằng, các anh đã nằm lại nơi đây khi tóc đang còn xanh. Các anh nằm lại nơi đây khi mang trong mình nhiều khát vọng sống, nhiều ước mơ và hoài bão. Có một thế hệ thanh niên đã cống hiến hết tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời mình đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ là những chàng trai, cô gái đến từ những nẻo miền quê yêu thương của đất nước. Có những chàng sinh viên từ các trường đại học đã xếp bút nghiêng, cầm súng tiến thẳng ra chiến trường để rồi vịn viện nằm lại nơi này. Và trong số đó có anh Lê Văn Huỳnh. Anh Lê Văn Huỳnh là sinh viên năm thứ tư khoa cầu đường trường đại học xây dựng Hà Nội. Vợ anh là chị Đặng Thị Sơ, một người phụ nữ làm dâu trọn một kiếp người, làm vợ vẹn vẹn chỉ 10 ngày tròn. Tình vợ chồng chung sống với nhau đếm đi đếm lại cũng chỉ được 6 ngày. Anh chị chưa kịp có với nhau một đứa con thì anh phải vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Thấy được sự tàn khốc của chiến tranh, như có một linh cảm, dự cảm trước về vận mệnh của mình, anh Huỳnh đã viết một bức thư gửi về cho gia đình phòng khi anh hy sinh. Nội dung bức thư có đoạn viết như sau: Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 1972. Toàn gia đình kính thương, hôm nay con ngồi đây bên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất, thì gia đình khỏi tay đó là điều đột ngột. Mẹ kính mến, lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trứng nước, cho đến đáp được công ơn to lớn đó của mẹ thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi.
cô này tới tay mẹ, chắc mẹ buồn lắm. Công mang nặng đẻ đâu, giọt máu đào hơn ao nước lạ. Lá vàng còn ở trên cây, lá sen rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Con của mẹ đã đi xa, để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu đời mẹ khổ đã nhiều, nay bao hy vọng nuôi con khôn lớn. Xong, vì đất nước có chiến tranh, thì mẹ ơi hãy lau nước mắt cho đời trẻ lâu sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, con như con lúc nào cũng ở bên mẹ. Mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái, bay đi. Bố con đã đi xa, để lại cho mẹ biết bao khó nhọc. Nay con đã đến ngày khôn lớn thì thôi nhé, mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho tổ quốc. Mai sau. Viết cho vợ có đoạn anh Việt. Em thương yêu, anh Việt em sẽ không đọc nổi lá thư này, vì biết bao nỗi buồn đè nặng lên tấm thân người con gái trẻ tuổi như em. Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh lại, làm theo lời anh dặn. Còn ngày anh đi xa là ngày đề ở ngoài phong bì mà anh nhờ các bạn anh gửi giúp. Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Toàn chúc sức khỏe tới tất cả những người quen trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé, em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới lòng anh. Nếu thương anh thật sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn chính là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng sang sông. Từ thị xã qua cầu ngược trở lại, hỏi thăm về Nhan Bờ Một. Nếu tiến xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng, về đó sẽ tìm thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mệnh tôn. Và sự thật đã diễn ra đúng như những gì anh Huỳnh linh cảm trong bức thư. Anh đã mãi mãi nằm lại tại bờ bắc sông Thạch Hãn khi đang làm nhiệm vụ đưa hàng sang sông cùng với hai đồng đội của mình. Mãi cho đến năm 2002, hài cốt của anh mới được tìm thấy ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, và được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Vợ anh là chị Đặng Thị Sơ, cho đến bây giờ vẫn đang còn sống tại quê nhà. Hiện là thư của anh Huỳnh đang được trưng bày tại nhà bảo tàng thần của Quảng Trị. Kính thưa các anh, hòa chung với khúc tráng ca 81 ngày đêm còn có dòng sông Thạch Hãn cách phía tây thành cổ chừng 300 mét, nơi tăng cường sức người sức của tuyển chi viện huyết mật cho thành cổ và thị xã Quảng Trị. Trong suốt 81 ngày đêm, có biết bao chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên dòng sông Thạch Hãn, bởi sức người không thể vượt nổi nước lũ và mưa bom bạo đạn của kẻ thù. Một thời máu nhuộm dòng sông Thạch Hãn, chính vì lẽ đó sông Thạch Hãn trở thành nơi linh thiêng, bởi trong lòng đó ẩn nấp biết bao số phận cuộc đời. Vì nước, quên thân, để một lần trở về thăm lại chiến trường xưa, cựu chiến binh Lê Bá Dương khi thả hoa cho đồng đội của mình trên dòng sông Thạch Hãn mà lòng anh đã nghẹn ngào. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đại sông còn đó bản tôi nằm, có tuổi 20 thần sống được, phố yên bờ mãi mãi ngàn năm. Vâng, thần cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn và những địa điểm lưu niệm như dấu sự kiện 81 ngày đêm đã trở thành tượng đài lịch sử trong tâm khảm của đồng bào cả nước. Nơi đây mãi mãi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Và trên đây là toàn bộ nội dung về ý nghĩa của đài tưởng niệm cũng như câu chuyện của lịch sĩ Lê Văn Huỳnh mà các anh vừa được nghe. Bây giờ để giúp các anh phần nào hiểu rõ hơn về lịch sử thần cổ Quảng Trị cũng như cuộc chiến 81 ngày đêm diễn ra khốc liệt như thế nào, xin kính mời các anh chúng ta tiếp tục vào tham quan bảo tàng thần cổ. Thưa các anh, bảo tàng thần cổ là nơi trưng bày những tư liệu hình ảnh hiện vật về lịch sử thần cổ Quảng Trị và cũng như cuộc chiến 81 ngày đêm. Bảo tàng được chia làm hai tầng, nơi chúng ta đang dừng chân chính là cái gian cảnh tiệm. Vừa mặt chính diện là bức ảnh thần cổ được chụp vào ngày 16 tháng 8 năm 1972, khi cuộc chiến 81 ngày đêm đang diễn ra. Số lượng bom đạn bị hủy đã đánh xuống thần cổ thị xã Quảng Trị và các vùng lân cận là 328.000 tấn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử bị đánh xuống hai thành phố ở Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Và giữa bức ảnh thì có ngọn lửa, đó là ngọn lửa bất tử
cùng với những mạc bức phù điêu mô phỏng ca người tinh thần đoàn của các sư đoàn binh đoàn phụ nữ binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam trong những tháng ngày cả được thì quản trị quản trị thì cả được đã sát cánh kề vai cùng nhân dân quản trị chiến đấu và chiến thắng kẻ thù và trong mưa bom bão đạn giữa sự sống và cái chết gần kề gắt tất thì vẫn còn có những nụ cười. Đây là nụ cười hồn nhiên, nụ cười chiến thắng của các chiến sĩ giải phóng quân giữa chân thân cổ như thân thức bom đạn và xem thường cả chết. Trong một đoạn nhật ký của phóng viên chiến trường, đoàn công tỉnh ghi lại khi chụp bức hình này như sau. Khi tôi đưa ống kính lên, các chiến sĩ cười và bảo rằng có thể mai đây chúng tôi không còn nữa, nhưng những bức hình này sẽ sống mãi với thân cổ. Và đúng như vậy, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nụ cười của anh lính vẫn hồn nhiên, lạc quan như ngày nào. Anh lính trong bức ảnh có tên là Lê Xuân Trinh, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, và hiện nay thì anh vẫn đang còn sống ở tỉnh Điện Biên. Bên cạnh nụ cười của các chiến sĩ chào quân kia còn có nụ cười của các bác sĩ viên ở Tiền Phong. Không biết có bao nhiêu chuyến đò mỗi ngày được ông lão vượt mưa bom bão đạn để tiếp tế cho thành cổ và thị xã Quảng Trị. Năm 1975 thì ông lão mất, họ 72 tuổi. Cô Dung Kích ngồi bên cạnh ông, sau này trở thành con dâu của ông. Cô tên là Nguyễn Thị Thu, hiện vẫn đang còn sống ở thị trấn Ái Tử, tỉnh Quảng Trị. Và lịch sử thành cổ Quảng Trị có từ bao giờ và vì sao lại diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm? Xin mời các anh chúng ta tiếp tục di chuyển lên tầng 2. Thưa các anh, tầng 2 bảo tàng được chia làm 5 tiêu đề. Đầu tiên xin giới thiệu đến lịch sử thành cổ Quảng Trị. Thành cổ Quảng Trị nguyên xưa là thành lũy quân sự của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trị, được xây dựng vào thế kỷ 19. Năm 1809, vua Gia Long cho đắp thành bằng đất. Đến năm 1837, vua Minh Mạng thứ 18 cho xây dựng thành bằng gạch kiên cố theo kiểu cấu trúc vô băng, tức thành quân sự. Nhìn tổng thể thành có hình vuông, chu vi thành 2.160m. Thành có tường cao và ảo sâu bao bọc xung quanh với tổng diện tích 18,56 hectare. Bốn góc tường thành nhô hẳn ra bên ngoài để làm pháo đài canh giữ. Và ở mỗi góc tường thành như vậy thì có đặt khẩu súng thần công để trấn áp bảo vệ. Mục đích xây dựng thành nhà Nguyễn lúc bấy giờ thiết lập hệ thống thành lũy phía Bắc để bảo vệ kinh đô Huế. Dưới chế độ phong kiến, thành Quảng Trị không chỉ là thành lũy quân sự, còn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế. Vì vậy trong nội thành có nhiều công trình kiến trúc được xây dựng như hành cung, cột cờ, dinh Á Sát, dinh Tân Phủ, dinh Bộ Chính, dinh Lệ Binh. Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, thành cổ Quảng Trị thay đổi về diện mạo và chức năng. Sau khi thực dân Pháp đặc quyền cai trị trên đất Trung Kỳ, Pháp đã cho xây dựng tại đây nhiều công trình để phục vụ cho chính quyền mới như nhà tù thám, nhà mật lao, kho chứa quân trang, chứa quân dụng. Đặc biệt tại đây, Pháp đã cho xây dựng một nhà lao gọi là lao xã Quảng Trị từ năm 1939 đến năm 1954 là nơi giam giữ các sĩ phu yêu nước cũng như các chiến sĩ cộng sản. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, thì xã Quảng Trị trong đó có thành cổ, một trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự của một tỉnh tuyến đầu miền Nam. Do vị trí chiến lược, thành cổ nằm trong lòng thị xã Quảng Trị, cùng với sự thay đổi về mục đích sử dụng của thành cổ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, thành cổ được đẩy lên một tầm quan trọng mới. Khi cục diện chiến trường có sự thay đổi, cuộc đấu tranh về chính trị và quân sự giữa hai bên ngày càng khốc liệt. Chính vì lẽ đó, thành cổ là nơi quy tụ nhiều nguyên nhân, sự kiện lịch sử diễn ra tại thị xã từ năm 1954 đến năm 1971. Đây cũng là lý do vì sao thành cổ trở thành tâm điểm trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972. Và với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, muốn biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, Mỹ Nguy nhận định rằng Quảng Trị chỉ là bàn đạp để tấn công ra Bắc khi có điều kiện, vừa là lá chắn thép phòng thủ bảo vệ biên giới phía Nam. Bởi vậy tại đây, Mỹ Nguy đã cho xây dựng nhiều căn cứ quân sự hùng mạnh, dày đặc và liên hoàn như căn cứ Cồn Tiến Trọng Liễu, căn cứ Khai Sơn, sân bay Ả Tử. Trong đó nổi bật có tuyến hệ thống hàng rào điện tử McNamara được mệnh danh là con mắt thần bất khả xâm phạm ở Đông Dương lúc bấy giờ. Với một hệ thống căn cứ quân sự hùng mạnh như vậy, Tổng thống Nixon đã lên giọng thách thức rằng nếu có một cuộc tấn công lớn của cộng sản thì tuyến phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa chỉ có thể trùng nhưng không thể đứt. Và điều gì đã xảy ra sau lời tuyên bố của ông? Xin mời cả anh chúng ta đến với chiến trường Quảng Trị đầu năm 1972 diễn ra như thế nào. Đầu năm 1972, sau những đợt phản công giành thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường, nhận định tình hình thay đổi có lợi cho ta, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thời cơ đã đến và bởi chiến dịch xuân hè giải phóng Quảng Trị 1972. Tất cả đã sẵn sàng trong trận. Đúng vào hồi 11 giờ ngày 30 tháng 3, tiếng pháo đầu tiên của quân và dân ta mở màn cho chiến dịch xuân hè 72 ban đầu. Ta tập kích đánh vào căn cứ Fuller, cao điểm 514 tại Cam Lộ. Sau đó ta tiếp tục tấn công vào các điểm trọng yếu vòng ngoài của tuyến hàng rào điện tử McNamara. Thừa thắng
ta tiếp tục tấn công và truy kích địch vào vòng trong. Chỉ một thời gian ngắn, ta lần lượt giải phóng căn cứ Dốc Miếu, huyện Cho Linh ngày 1 tháng 4, căn cứ Tân Lâm, huyện Cam Lộ ngày 2 tháng 4, chi khu quân sự Đông Hà ngày 28 tháng 4. Sáng 1 tháng 5, các chiến sĩ giải phóng từ các hướng ồ ạt tấn công đánh chiếm căn cứ Lava, tiến vào giải phóng thị xã Quảng Trị. Đến chiều ngày 1 tháng 5, các chiến sĩ trung đoàn 9, sư đoàn 304 tiến vào trung tâm thị xã cắm cờ chiến thắng lên nóc tòa hành chính Quảng Trị. Quảng Trị tỉnh đầu tiên của miền Nam cơ bản đã được giải phóng. Và phát huy những thắng lợi trong chiến dịch Xuân Hà 1972, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhận định sau khi giải tỏa Quảng Trị, Mỹ và chính quyền Sài Gòn sẽ mở cuộc hành quân tái chiếm tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, Quân ủy Trung ương của tỉnh thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch lấy mệnh danh là K3. Hà Quyết Tâm chỉ có khả năng giữ vững Quảng Trị, đánh bại các cuộc hành quân của địch. Ở bên đây là một số hình ảnh của quân và dân ta đang chuẩn bị tích cực cho cuộc chiến 81 ngày đêm. Về phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn, sau khi giải tỏa Quảng Trị, một tỉnh mà Mỹ người xem là chiến pháo cứng, bất khả xâm phạm để đương đầu với miền Bắc, được sự hiệp trợ tối đa của quân lực Mỹ, chính quyền tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dốc toàn lực mở cuộc hành quân tái chiếm thành cổ và thị xã Quảng Trị, lấy mệnh danh là Lam Sơn 72. Và cuộc chiến 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị diễn ra bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 1972. Kính thưa các em, trong giai đoạn diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm cùng với khối lượng bom đạn khổng lồ mà Mỹ sẵn sàng ném xuống chiến trường Quảng Trị với tính chất hủy diệt, trong lịch sử chiến tranh chưa có cuộc chiến nào cả một thị xã nhỏ bé với diện tích 3 km² phải gánh chịu số lượng bom đạn khổng lồ đến như vậy, 328.000 tấn. Tính trung bình cứ một chiến sĩ giải phóng quân của ta phải hứng chịu trên 100 quả bom và 200 quả đạn cỡ lớn. Với khối lượng bom đạn như vậy thì cả thị xã hầu như đã bị san phẳng và hủy diệt hoàn toàn, đến nỗi tro bỏ súc vật sự sống nơi đây không còn tồn tại được nữa. Ngày 9 tháng 8 năm 1972, báo quân đội nhân dân của ta có viết: mỗi mét vuông đất ta nhận được ở thành cổ được tính bằng cả một mét máu. Mặc dù vậy thì các chiến sĩ của chúng ta vẫn kiên cường bảo thủ, cứ người này ngã thì người khác đứng lên thay. Khắp chiến hào trên địa quân và dân ta nung đấu lời thề, còn người còn trên địa quyết tự bảo vệ quê hương, từng được đến lùi cho bẻ gãy hàng ngàn được phản kích của các địch. Trong những giai đoạn cuộc chiến tại chúng ta một lần để cao cơ bản nền tốc độ thành cổ và thị xã Quảng Trị, ta phải địch dần nhau từng căn nhà góc phố, từng bản từng thành. Đặc biệt vào cuối tháng 8 đầu tháng 9, Quảng Trị gặp một trận mưa lớn kéo dài, nước sông Thạch Hãn dâng cao chảy xiết, ảnh hưởng đến việc chi viện lương thực quân số đạt được, cả thị xã bị ngập lớn. Lợi dụng tình hình này, Mỹ người đã dùng phi pháo bắn phá vào các trận địa chủ của ta, khiến cho hầm hào bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt chúng đã khống chế bến vượt tuyến chi viện duy nhất cho thị xã bằng đường sông Thạch Hãn. Trong lúc này, các chiến sĩ của ta đã chiến đấu trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, ngày đêm các anh phải ngâm mình trong nước, ăn nước khô, uống nước lạ, quần nhau với địch như vậy, và các anh không thể nào vượt qua nổi cả cuộc tấn công của quân địch để vận chuyển hàng tiếp tế cho thành cổ và thị xã Quảng Trị. Các anh đã hy sinh và mãi mãi nằm lại trên dọc sông Thạch Hãn linh thiêng này. Khi một giải pháp chính trị có lợi cho ta cơ bản được định đoạt trên bàn hội nghị Paris, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định rút toàn bộ lực lượng ra khỏi thành về án ngữ tại bờ bắc sông Thạch Hãn vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Và đến đây thì chính thức kết thúc cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt. Trong giai đoạn diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm với tinh thần quyết chiến quyết thắng, ta đã tổng động viên và đưa vào chiến trường nhiều sư đoàn chủ lực, đó là có các trang sinh viên đến từ các trường đại học, và những anh tuổi đời còn rất trẻ phải vay thêm tuổi để được cầm súng ra chiến trường. Là một số hình ảnh các chiến sĩ tuổi đời rất trẻ, khoảng 18-20. Như vậy có người con quê hương ở Quảng Trị, anh tên là Nguyễn Xuất Hiền, với tinh thần yêu nước và lòng cắm tù giặc sâu sắc, thế là tình nguyện ra chiến trường để phục vụ chiến đấu, lúc đó chỉ mới 14 tuổi. 14 tuổi à? Kết thúc cuộc chiến 81 ngày đêm, ta tiêu diệt 2 sư đoàn cơ động, diệt 26.000 tên, bắn rơi 205 máy bay, thu 500 súng khác loại. Thắng lợi của cuộc chiến 81 ngày đêm cùng với sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ở bên đây là bản tổng kết số lượng bom đạn Mỹ đã ném xuống thành cổ của cuộc chiến 81 ngày đêm. Đây là cái tấm hình chụp cái thị xã sau khi cuộc chiến kết thúc. Cả thị xã trở thành một đống tro tàn kết cục. Tương đương đến 7 quả bom nguyên tử mà. Kinh nhỉ. San phẳng. 328. Quảng Trị sau năm 972 như thế nào, xin mời các anh chúng ta tiếp tục di chuyển sang phần tiếp theo. Sau khi Quảng Trị được giải phóng,
vì cái dòng sông Thạch Hãn chính là nơi diễn ra cuộc trao trả tù binh giữa hai bên. Trong lúc này các chiến sĩ của ta đã trở về trong vòng tay đón tiếp thân hoan của gia đình xóm làng và quê hương. Đây là những nụ cười rất là rạng rỡ khi các anh được thả tự do trở về đoàn tụ với gia đình. Và sau khi hiệp định Paris được ký kết năm 1973, để tạo cơ vận mới cho cách mạng Việt Nam, chính phủ ta đã chọn vùng đất thuộc thôn Tây Hòa, nay thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, là nơi đặt trụ sở làm việc của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tại đây từ năm 1973 đến năm 1975 là điểm đón tiếp bạn bè quốc tế đến thăm và làm việc với chính phủ ta. Bên đây là một số hình ảnh hoạt động trong hai năm đầu. Hiện tại nhà bảo tàng thành cổ có trưng bày hai di vật của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh và Lê Bích Trưởng. Phần bên này là toàn bộ nội dung bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đã được phục chế lại vào năm 2002. Đó cũng là câu chuyện đã vừa giới thiệu với đại tướng Điệp. Di vật còn lại của liệt sĩ Lê Bích Trưởng, năm 1999 khi đang thi công công trình thoát nước phía tây thành cổ, thì các đơn vị thi công đã đào trúng một căn hầm chữ A bị sập, phát hiện được 5 bộ hài cốt và một số đồ dùng đã bị mục nát hư hỏng. Duy nhất thì chỉ có một trường hợp đặc biệt. Bên cạnh bộ hài cốt này có một túi ni lông đựng giấy tờ tùy thân và những lá thư. Xác định được đây là hài cốt của liệt sĩ Lê Bích Trưởng, quê ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nguyên là chính trị viên tiểu đoàn 3 bộ đội địa phương Quảng Trị. Anh tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1971. Lần theo những bức thư thì chúng tôi mới biết được câu chuyện của anh. Năm 1967-1968, anh tham gia chiến đấu ở mặt trận B5, gặp gỡ và yêu thương người con gái quê hương Quảng Bình, chị tên là Phan Thị Biệt Khơi. Sau đó anh chị được đơn vị tổ chức đám cưới. Đến năm 1970, anh chị có với nhau một đứa con trai, đặt tên là Lê Quảng An, nghĩa là lấy tên Quảng Bình quê mẹ và Nghệ An quê cha đặt cho con. Đến năm 1971, anh chụp vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Ở hậu phương thì hàng ngày chị Khơi viết thư thăm hỏi động viên, cổ vũ tinh thần trong nơi chiến trường. Chính nhờ những lời động viên ấy, anh chụp đã chiến đấu đến ngày anh hy sinh, để lại một người vợ trẻ tròn 24 tuổi và đứa con thơ. Và hiện tại thì chị Khơi cùng anh Lê Quảng An, hai mẹ con vẫn đang còn sống tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và đến đây thì lộ trình tham quan của các anh cũng xin được kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chúc các anh sức khỏe dồi dào, thường lộ bình an. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé. Chúc anh sức khỏe, công tác tốt nhé. Anh em mình vừa mới được tham quan bên trong. Cái diện tích của thành mà là rất là rộng ấy. Mình đi mình quay là không có thể mà hết được đâu đây này. Mình ra đây một chút xem ở cái hàng rào đấy. Bị bom phá cho nên là bây giờ là còn rất là ít về những cái chứng tích còn lại, toàn là gạch vỡ gạch vụn thôi. Đấy. Mình khiếp không? Đấy. Thế này chưa đâu. Bây giờ để đưa anh em ra đến cái cổng trường ấy. Cái trường mà trên đường đi là mình vừa chỉ là có một cái trường mà trong đấy mà giằng co mà bắn vào mà nhìn lỗ chỗ, mình đi qua đấy một chút rồi mình sẽ là kết thúc video tại đấy. Đây này. Cái này mình nghĩ là họ đã dựng lại rồi. Có con gì kìa. Ghép dựng lại rồi. Đi, anh em mình ra kia rồi sẽ là lên đường đi vào Đà Nẵng nhá. Bây giờ thì cái điểm mà Tú nói đó là di tích quốc gia đặc biệt Trường Bồ Đề. Mà nơi mình đi qua đây, khi anh em mình đi qua đây là nhìn vào đã thôi đã thấy là nổi da gà. Đây cũng là những cái chứng tích mà quan trọng mà còn sót lại của cuộc chiến bảo vệ thành cổ. Bây giờ mà anh em mình đi vào đây để thắp hương. Các bác nhìn ở ngoài nhìn bắn lỗ chỗ này mà, đạn vào. Trường Bồ Đề là được Hội Phật giáo Quảng Trị xây dựng năm 1959 bằng phong trào phát tâm quyên góp gạo Bồ Đề từ đạo hữu và dân chúng năm 1972, cuộc chiến chiến đấu quân và dân ta chống lại chiến dịch phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra vô cùng ác liệt. Trường Bồ Đề trở thành một trong những chốt chiến đấu của quân ta, đánh trả hàng trăm đợt phản kích của quân địch. 81 ngày đêm với mức độ bom đạn tàn khốc đã hủy diệt hầu như toàn bộ thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những ít ỏi những kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay. Nơi đây là chiến tích của tội ác hủy diệt, là ký ức đau thương của một thời khốc liệt chiến tranh, là sự mất mát lớn lao mà mảnh đất Quảng Trị đã phải gánh chịu. Bây giờ chúng ta thắp hương để tưởng nhớ cho các chiến sĩ đã hy sinh ở đây. Kinh nhỉ, nốt đạn bắn nhỉ, pháo đạn. Trong lúc mình thắp hương thì bạn Thắng cứ đốt hương, bạn Thắng anh em mà cứ xem qua đây bên vòng ngoài chút. Bên này phía bên này bê tông cốt xếp nhưng mà tung mảnh hết rồi.
Đây, bên này phòng học, trong phòng học đây. Ông trường đây. Quá tạc tốt. Ôi giời ơi. Hữu đốt của anh. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Ở trên những cái thành tường rồi là các cái dầm, ôi giời, be bét luôn. Be bét. Bắn lôm côm hết cả. Đây là gạch, gạch này gọi là gạch bê tông ấy nhỉ? Bê tông này, có sỏi này. Ừ. Vẫn còn những cái vết đạn lên này nhỉ? Được. Đây chắc là toàn đạn AK. Mà mình chuyến đi này cảm thấy thế nào? Đây các bác nhìn thấy à, vết bắn ra này, bắn không tóe này. À, như mặt trời luôn. Sượt lên nhỉ? Ừ. Trải qua như ở Ngã Bằng Lộc này, đường Hồ Chí Minh này, đến Khe Xanh này, sau đến sân bay Tà Cơn này, sau đến thành cổ Quảng Trị này. Thì nó sẽ cảm xúc không biết nào thế nào. Chuyến đi này là rất là ý nghĩa đúng không? Đấy. Mình đi ra thực tế này mới hiểu được. Ừ. Như ở ở kia Ngã Bằng Lộc. Quanh đó toàn là những bóng chi chít, rất sợ. Trần dội bom dội ấy vào là trơ mảnh sắt. Đây, đây là một phần nhỏ thôi, nếu mà trước đây nhìn khu vực này nó tan thì đấy đã bảo là san phẳng, san phẳng bằng 7 quả bom nguyên tử thì bức này là xây lại rồi đấy, biết cỡ nào. Ừ, bên này chắc là cái vách này, bức này và vách này đây được tôn tạo vào tháng 8 năm 2012, thiết lập lại. Đây là khu di tích cấp quốc gia đặc biệt nhé các bác nhé. Có tất, có rất nhiều những cái khu di tích nhưng mà nó chỉ gọi là di tích cấp quốc gia thôi, và đôi những cái di tích mà có thêm ghi là từ đặc biệt thì là nó rất là quan trọng mà được đấy, được đấy. Mình thấy nó cháy gần hết rồi vậy. Đây bạn Thắng này, quân sự này, Mạc Minh này, Hữu này. Châm thuốc luôn. Đấy. Thấy không, anh em mình đi là mua là có cả thuốc. Các chú là chiến sĩ mà hy sinh cho nên là các chú là cũng là trần là sao là dưới âm là vậy, cũng là cần những cái vật dụng như vậy. Ai còn bật lửa là nữa không nhỉ? Hữu à, đốt anh thêm mấy đủ 3 điếu nhá. Đốt như này 3 điếu nữa để anh ra ngoài anh cắm nốt mấy cây hương ở bên ngoài. 3 điếu thôi. Ngoài 3 điếu nữa, cắm lên trên cây hương. 2 điếu nữa thôi. Đấy thì hôm nay là Tú đã đưa anh em team Nguyễn Tất Thắng đến từ Hà Giang là đã tham quan một vòng thành cổ Quảng Trị cũng như là sông Thạch Hãn, nơi là cũng là diễn ra những trận chiến rất là khốc liệt. Không biết là bạn Thắng sau khi mà đi tới đây xong thì đã hình dung ra được cái sự khốc liệt thế nào chưa? Qua đây được gửi lời cảm ơn đến bạn Tú đã tận tình và giúp đỡ anh em Tất Thắng đi thành cổ Quảng Trị, và Thắng biết được hiểu về lịch sử hơn rất nhiều nữa trong cái cuộc chiến khốc liệt ở Quảng Trị, và phải đặc biệt nói rằng là rất là xúc động khi đến những cái địa điểm thực tế như thế này. Trước kia thì Thắng chủ yếu là được nghe cô giáo dạy này, rồi là trên sách báo này, rồi là nghe một số những cái đài họ nói về thành cổ Quảng Trị nó khốc liệt, máu lửa. Nhưng hôm nay được đặt chân đến đây mới biết được, đây ngay sau lưng Tất Thắng đây là một ngôi trường mà trong cái chiến tranh đã để lại. Thì các bác biết là theo Thắng nghĩ thì đây nó vẫn còn được để lại như này thì là còn vẫn là bình thường. Còn những cái mà nó đã xóa sổ và nó mất hết rồi mà còn không còn để chúng ta nhìn thấy được thì nó mới khủng khiếp như thế nào. Thế là để mà nhìn thấy thực tế được cái thời điểm lúc đó thì đã thấy là nó khốc liệt lắm. Đấy. Bộ đội ta mà lúc đó là
đến đây và bám giữ đến 81 ngày đêm đó, ở thành cổ Quảng Trị để bảo vệ Tổ quốc. Đó là tuyệt vời, ghi công các anh và nhớ mãi những cái trang hào hùng của lịch sử, cũng như là những anh hùng đã bỏ hết máu xương tại cái Quảng Trị này. Xin một lần nữa được cảm ơn và luôn ghi nhớ những cái công ơn của các anh, và cảm ơn bạn Tú đã đưa Thắng đến đây. Để kể cho anh em nghe ngắn một chút này, mình có đi qua bộ đội rồi, thì bộ đội gọi là nghĩa vụ. Thì sau này về mà đã có gia đình vợ con, mà thỉnh thoảng có mấy lần có những cái giấc mơ mình đi lính. Mình đi lính rồi bị địch bắt, đã chạy trốn này, xong là bị địch bắt, xong là mình nhảy xuống chiến hào ấy, xong là tự nhiên vụt giấc mơ. Thì nhiều khi nó có một cái linh tính, thì cứ nghe mách bảo rằng giống như kiểu kiếp trước mình giống như kiểu một người lính mà giấc mơ đúng y hệt, mà nhiều lần tái diễn như thế luôn. Nhiều lần tái diễn cái cảnh mình đang đi bộ đội, đúng bộ đội Việt Nam, cầm súng rồi đi đấy, chạy trốn quân địch, nhảy xuống chiến hào cái cứ đến lúc đấy là hết giấc mơ. Cho nên là có lần thì mình mơ là đang tạm biệt con nhỏ, lúc đấy buồn lắm, buồn ra giết luôn, là cứ nghĩ đến cái cảnh đấy mà mình nhiều khi tỉnh dậy rồi mà mình mới thấy là vẫn còn sợ. Vì mình nghĩ đến là nếu mà cứ xảy ra chiến tranh thì tất cả người chiến sĩ nào, không kể cả hai đầu chiến tuyến, không ai mong muốn mà đứng lên để cầm súng để mà chiến đấu cả, vì là ra ngoài thì phải bỏ lại gia đình con thơ, cho nên là cái đấy là điều không ai mong muốn. Cho nên là mình nghĩ rằng là đã ra trận thì bất kể người chiến sĩ nào nằm xuống đều đem lại cái nỗi đau cho gia đình, mà kể cả từ hai phía, mà gọi là ảnh hưởng đến những người dân mà vô tội sẽ phải nằm xuống. Cho nên là mình không bao giờ là mong muốn có chiến tranh, được sống trong hòa bình, được hạnh phúc là cái điều mà tuyệt vời nhất rồi. Thì hôm nay được đến thành cổ Quảng Trị cùng với anh em Nguyễn Tất Thắng, bạn Xuân Hữu đàn tính, cùng anh Sự, cùng bạn Mạc Minh, cùng bạn Thắng, thì rất là cảm ơn anh em đã ghé thăm quê hương miền Trung. Có anh em thì Tú mới có được một cái chuyến đi cũng rất là ý nghĩa. Không có bạn đồng hành thì chắc chắn là một mình đi quay thì cũng sẽ rất là ít người để ý. Nhưng mà khi có những người bạn đồng hành cùng thì video nó sẽ trở lên ý nghĩa nhiều hơn. Thì bây giờ là xin kính chúc quý vị khán giả là xem video là vui vẻ, sức khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Tạm biệt cả nhà nhé. Xin chào các bác.